hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh. Trách nhiệm của người mua hàng. Không đi chợ khi đang trong giai đoạn cách ly hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Phải đeo khẩu trang khi vào chợ. Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi xếp hàng tại lối vào, khi thanh toán, khi trao đổi với người bán hàng. Rửa tay với dung dịch sát khuẩn trước khi vào chợ và khi ra về. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng Truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV. Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch riêng của ban quản lý chợ nếu có. Trách nhiệm của người bán hàng, người lao động tại chợ. Không đi bán hàng, đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly hoặc có các biểu hiện ho, sốt, khó thở. Phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn, nhất là khi đến chợ, sau khi ra về. Không bắt tay, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Phải cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, nCoV trong suốt thời gian bán hàng, làm việc nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Thông báo kịp thời cho ban quản lý chợ hoặc cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch riêng của ban quản lý chợ nếu có. Trách nhiệm của ban quản lý chợ. Khuyến khích người bán hàng thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng tại các quầy, điểm giao nhận hàng. Bố trí nơi bán hàng, quầy hàng giãn cách phù hợp. Khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa các quầy hàng. Triển khai kẻ vạch xác định vị trí đứng, khoảng cách giữa người bán hàng và người mua hàng. Yêu cầu người bán hàng, người lao động tại chợ phải đeo khẩu trang, cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, nCoV. Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện nếu có thể, xà phòng tại các khu vệ sinh. Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng, biển hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân.